Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, ngày 3 tháng 9, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm làm việc tại tỉnh Hà Nam, cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tỉnh Hà Nam, đặc biệt là đã mời thành phố Đà Nẵng tham dự diễn đàn thị trưởng thành phố du lịch quốc tế Trung Quốc Trịnh Châu năm 2023. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết đã thông tin sơ bộ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2023 và định hướng phát triển trong thời gian đến. Hai bên đã trao đổi một số chương trình hợp tác song phương trên các lĩnh vực du lịch, đầu tư, xúc tiến mở các đường bay đến thành phố Đà Nẵng, các hoạt động tăng cường giao lưu văn hóa thể thao, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội đồng nhân dân, giao lưu nhân dân, quảng bá môi trường đầu tư du lịch Đà Nẵng tại Hà Nam.